Xin chào các em, chào mừng các em lại đến với bài giảng học trực tuyến của trường tiểu học Võ Thị Sáu, môn học vần lớp 1. Với những bài học trước, các em có thấy hiểu bài không? Các em có thích thú với hình thức học như thế này không? Cô mong rằng nếu như các em cố gắng, rèn luyện mỗi ngày thì mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng với các em hơn. Để bắt đầu tiết học ngày hôm nay, cô sẽ cho mình chơi một trò chơi nhé. Trò chơi có tên là ô số bí mật. Dưới mỗi ô số sẽ là các chữ mà các em cần đọc. Sau khi đọc xong thì cô sẽ có phần thưởng cho các em nhé. Nào, mình cùng đến với ô số đầu tiên. Dưới ô số là từ gì đây các em? Chính xác, đó là từ thu hoạch. Trong từ thu hoạch, tiếng hoạch có chứa vần gì mà tiết trước mình đã học? Rất giỏi, đó là vần oách. Một phần bí mật đã được hé lộ, mình cùng đến với ô số 2 nào. Dưới ô số 2 là từ gì đây? Đúng rồi, đó là từ khoanh tay. Trong từ khoanh tay, tiếng khoanh có chứa vần gì mà tiết trước mình đã học? Đúng rồi, đó là vần oanh. Mình cùng đến với ô số 3. Đây là từ gì? Rất giỏi, đây là từ áo choàng. Trong từ áo choàng, tiếng choàng có chứa vần oang mà mình đã học rồi. Các em sắp mở được hết các ô số bí mật rồi. Mình cùng cố gắng với ô số cuối cùng nha. Đây là từ gì? Rất tuyệt, đây là từ kế hoạch. Trong từ kế hoạch, có tiếng hoạch có chứa vần oách mà chúng ta đã học ở tiết trước. Các em rất giỏi và đây là phần thưởng cho các em. Không có anh, chẳng hạn lúc vừa sẵn thì cả episode bắt đầu vô vô vội bởi mùi là tiga dư lại in. Ý bố, cái episode baru là bố. Bagus, hari ini kita pasti akan kalahkan Bobo Boy. Hmm, jangan harap. Keris mati. Eh, Baba, belum mula lagi lah. Mình vừa xem xong đoạn phim đó thuộc loại phim gì đố các em biết? Chính xác, đó là phim hoạt hình và cô có từ hoạt hình. Trong từ hoạt hình, tiếng hình mình đã được học rồi. Vậy tiếng hoạt có chứa vần mà hôm nay cô muốn giới thiệu với các em, đó là vần oát. Vần oát gồm có 3 âm, âm O đứng trước, âm A đứng giữa và âm T đứng sau cùng. Mình cũng đọc lại theo cô. O, A, T, oát. O, E, T, oát. Vần oát. Rất giỏi. Mình cùng phân tích tiếng hoạt. Tiếng hoạt gồm có âm H đứng trước, vần oát đứng sau. Cô có tiếng hờ oát hoát nặng hoạt. Hoạt hình. Cô sẽ cho các em xem tiếp một đoạn phim hoạt hình. Các em hãy quan sát kỹ các nhân vật trong đoạn phim này nhé. Trong một ngôi làng nhỏ, có một chú gấu khổng lồ uyên bác và một cô bé tí hon vô cùng nghịch ngợm tên là Masa. Buổi sáng thật là tuyệt vời. Bạn gấu ơi, xem bạn hổ làm được gì nè. Ta đà. Các em vừa xem xong đoạn phim. Các em có quan sát thấy có một cô bé với dáng vóc nhỏ nhắn, hoàn toàn đối nghịch với chú gấu to lớn kia không? Cô bé ấy tên là Masa. Masa nhỏ bé, tinh nghịch và nhanh nhẩu. Và tương ứng với những hình ảnh về Masa thì cô có từ lóc chóc. Cả hai tiếng đều có vần mà cô muốn giới thiệu với các em, đó là vần oắt. Vần oắt có gì giống và khác so với vần oát? À, vần oắt cũng tương tự như vần oát là có âm O đứng trước và kết thúc âm bằng âm T. Nhưng khác ở chỗ là vần oắt có âm giữa là âm Á.
Mình cũng đánh vần lại theo cô. O é tờ oắt. O é tờ oắt. Để có tiếng choắt thì cô thêm âm chờ đứng trước, vần oắt đứng sau. Và dấu sắc trên đầu âm á, cô có tiếng chờ oắt choắt sắc choắt. Loắt choắt. Bây giờ mình cùng đọc lại các vần và các từ vừa học theo cô. O e tờ oát, vần oát. Hờ oát hoát nặng hoạt, hoạt hình. O e tờ oát, vần oát. Chờ oát rát sắc chót, loát chót. Các em vừa đọc vần và từ có vần oát và vần oát. Bây giờ cô sẽ hướng dẫn các em viết nhé. Đặt bút dưới đường kẻ ngang ba, cô viết con chữ O. Nối nét, cô viết con chữ A. Nối nét, cô viết con chữ T. Điểm dừng bút trên đường kẻ ngang hai, cô có chữ ghi vần oát. Tiếp tục, đặt bút dưới đường kẻ ngang ba, cô viết con chữ O. Nối nét, cô viết con chữ A. Nối nét, cô viết con chữ T. Điểm dừng bút trên đường kẻ ngang 2. Lia bút, cô viết dấu á trên đầu âm A. Cô có chữ ghi vần oát. Đặt bút trên đường kẻ ngang 2, cô viết chữ hoạt. Điểm dừng bút ngay trên đường kẻ ngang 2. Cách một con chữ O ngay trên đường kẻ ngang 2, cô viết chữ hình. Điểm dừng bút ngay trên đường kẻ ngang 2. Cô có chữ ghi từ hoạt hình. Bút trên đường kẻ ngang 2, cô viết chữ loắt. Điểm dừng bút ngay trên đường kẻ ngang 2. Cách một con chữ O, cô viết chữ choắt. Điểm kết thúc ngay trên đường kẻ ngang 2, cô có chữ ghi từ loắt choắt. Bây giờ mình cùng tìm hiểu thêm một số từ có chứa vần oắt và vần oát mình vừa học nhé các em. Bức hình đầu tiên, các em có nhận ra đây là ai không? Cô nghĩ rằng có một vài bạn đã biết đây là ai. Đây là chị Quỳnh Anh, liên đội trưởng của trường tiểu học Võ Thị Sáu. Chị ấy đang rất là tự tin đứng trước toàn trường để sinh hoạt, cũng như là diễn giải rất là lưu loát. Và cô có từ lưu loát. Trong từ lưu loát có chứa vần oát mà chúng ta vừa mới được học. Các em cùng đọc lại. Lưu loát. Bức hình tiếp theo, các em có nhận ra những ai quen thuộc trong đây không? Cô thấy có cô hiệu trưởng, cô Hương, chị Quỳnh Anh và chị Mỹ An. Các chị đã rất cố gắng trong các hoạt động phong trào để giúp trường đoạt giải thưởng cao. Và cô có từ đoạt giải. Trong từ đoạt giải, tiếng đoạt có chứa vần oát mà chúng ta vừa mới học. Các em cùng đọc lại. Đoạt giải. Các em thấy đó,
Chị Quỳnh Anh là một tấm gương tốt để cho các em noi theo trong các hoạt động phong trào. Cô mong rằng các em cũng sẽ cố gắng rèn luyện thật tốt để đạt được nhiều giải thưởng cao trong các cuộc thi nhé. Tiếp tục, mình cùng ôn luyện kiến thức giao thông một chút. Khi đi trên đường, không phải đoạn đường nào cũng sẽ thẳng tắp. Sẽ có những đoạn đường ngoằn ngoèo và uốn lượn, và khi đó thì các em sẽ gặp biển báo sau. À, đây là biển báo nguy hiểm, có nền vàng và viền màu đỏ. Vậy biển báo này báo cho ta biết điều gì nguy hiểm? À, đó chính là trên đoạn đường phía trước sẽ có chỗ ngoặt nguy hiểm. Và cô có từ chỗ ngoặt. Trong từ chỗ ngoặt, tiếng ngoặt có chứa vần oắt mà chúng ta vừa học. Mình cùng đọc lại nào. Chỗ ngoặt. Vậy khi đi trên đường, nếu các em gặp biển báo này thì các em nhớ nhắc ba mẹ của mình đi từ từ và cẩn thận nhé. Các em quan sát hình ảnh tiếp theo. Rất quen thuộc đúng không nào? Đây là chiếc bút mực mà các em viết hàng ngày. Các em quan sát kỹ ở phần ngòi bút. À, phần đầu ngòi bút rất là sắc nhọn. Và để miêu tả những vật có đầu nhọn như thế thì cô có từ nhọn hoắt. Trong từ nhọn hoắt, tiếng hoắt có vần oắt chúng ta vừa mới học. Các em cùng đọc lại. Nhọn hoắt. Bây giờ các em cùng lắng nghe và đọc lại bài theo cô. Oa tờ oát, vần oát, hờ ách hoát nặng hoạt, hoạt hình. Oa tờ oát, vần oát, chờ ách chót sắc chót, loát chót, lưu loát, chỗ ngoặt, đoạt giải, nhọn hoắt. Khi đọc, các em hãy đọc thật to và rõ, để cho ba mẹ có thể lắng nghe và chỉnh sửa cho mình nếu như mình phát âm chưa đúng nhé. Bây giờ mình cùng đọc lại nào. Rất giỏi. Vì là nãy giờ mình học bài rất là chăm chỉ rồi, nên là cô sẽ thưởng cho mình một đoạn phim để thư giãn. Cô biết rằng khi ở nhà thì các em sẽ có rất nhiều thời gian để coi tivi, coi điện thoại. Nhưng các em lưu ý là mình không nên sử dụng quá 2 tiếng, vì điều đó sẽ ảnh hưởng đến mắt của các em. Còn bây giờ thì mình cùng thư giãn qua một đoạn phim rất là ngắn ha. Cô có bức tranh, các em cùng quan sát và cho cô biết tranh vẽ gì nào. À, tranh vẽ một khu rừng có rất nhiều bạn thú, nào là voi, hổ, xa xa kia có bạn nai. Và trên cây còn có bạn sóc nhỏ đáng yêu đúng không? Để thể hiện nội dung bức tranh này thì cô có bài đọc như sau. Thoắt một cái, sóc bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. Bài đọc có mấy câu đây các em? À, bài đọc có 2 câu. Câu thứ nhất là từ đầu cho đến dấu chấm. Câu thứ hai là tiếp tục cho đến kết thúc cũng bằng dấu chấm. Đây cũng chính là cách để xác định câu. Khi đọc hết một câu thì các em nghỉ hơi, sau đó đọc câu tiếp theo. Trong câu thứ nhất, các em thấy từ sóc bông được viết hoa. À, vậy tại sao từ sóc bông lại được viết hoa nhỉ? Chính xác, đó là tên riêng của bạn sóc. Vậy thì khi các em viết tên của mình thì các em cũng nhớ viết hoa nhé. Rồi bây giờ bạn nào tinh mắt có thể tìm cho cô tiếng có chữ vần mà chúng ta vừa mới học không nào? Trong câu thứ nhất có tiếng gì nào các em? À, đó là tiếng thoát có vần oắt mà chúng ta vừa mới học.
Hấp một cái là để chỉ sự nhanh nhẹn hay sự thay đổi bất ngờ khi di chuyển. Còn ở câu thứ hai, các em đã tìm được tiếng gì rồi? À, đó chính là tiếng hoạt, có vần oát mà chúng ta vừa mới học. Tiếng hoạt có trong từ hoạt bát. Hoạt bát là thể hiện sự vui tươi, nhanh nhẹn hay nhanh nhẩu. Và người ta dùng từ hoạt bát này để miêu tả về chú bé sóc bông đáng yêu, tinh nghịch trong khu rừng này đó các em. Bây giờ mình cùng đọc bài lại một lần nữa theo cô nhé. Thoát một cái, sóc bông đã leo lên ngọn cây. Đó là chú bé hoạt bát nhất của cánh rừng. Cô tin là các em đã có thể đọc lưu loát và trôi chảy bài này rồi. Nhưng chúng ta cũng không quên rằng là mình cần phải rèn đọc mỗi ngày nhé các em. Bài học đến đây là kết thúc rồi. Sau khi học bài này, các em hãy lấy sách tiếng Việt và đọc lại thật kỹ bài ở trang 28 và trang 29. Sau đó rèn viết vần và từ vừa mới học nhé. Chào tạm biệt tất cả các em và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.